Chào mừng các bạn quay lại với happyphotoshop.com. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tự thiết kế cho mình được một cái bao lì xì để chúng ta đem in và tặng cho bạn bè. OK, thì ở đây với phần mềm Photoshop ha. Cái Photoshop này thì mình đã có sẵn những cái chi tiết, ví dụ như là, đặc biệt là đây đây, đây cái này. Mình sẽ gửi cho các bạn cái form cũng như là những cái mà mình đã làm sẵn, thì các bạn chỉ việc về thay đổi thôi. Tuy nhiên là ví dụ như các bạn muốn tự chỉnh sửa, đây mình sẽ hướng dẫn thêm. Tuy nhiên ở đây có một số cái lưu ý như sau, tức là sau khi các bạn có cái này rồi, các bạn chỉ việc đem ra tiệm in thôi. Và ở cái size á. OK, là 18x22 thì có thể là A3 là tốt nhất. Tuy nhiên là như thế này, mình sẽ gửi cho bạn tất cả và các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái phiên bản Photoshop nào từ CS 3 trở lên. OK ha, thì để bắt đầu, thì đây mình có cái form như thế này, cái màu này không hẳn, thì chọn đẹp thì OK. Thì đây đây có một số cái mặt như sau. Đây là mặt trước ha, đây là mặt sau. Thì cái mình làm đầu tiên là mặt trước này, mặt sau cũng sẽ làm thôi nhưng mà mình nghĩ là mình nên tập trung vào cái mặt trước nhiều hơn. Thì đây mặt trước mặt sau ha, thì đây mình sẽ có ghi chú sẵn ở đây rồi, là cạnh gen dưới này, cạnh gen bên, rồi nắp ở trên, rồi mặt sau, và đây là mặt trước. Thì đây mình sẽ làm cái mặt trước trước ha. Ở cái mặt trước á, thì mình sẽ tô màu cho nó. Tô màu bằng cách nào? Đơn giản, chúng ta sẽ đè phím Alt+S, đè phím Alt+S ha. Sorry, đè phím Control, đè phím Control và click vào cái mặt trước, thì nó sẽ tạo một cái vùng chọn ở cái layer mặt trước thế này. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng cái xô này. Nếu các bạn không thấy cái xô này đâu, các bạn bấm chuột phải và các bạn sẽ thấy là Paint Pocket Tool và phím tắt của nó là G. OK, Paint Pocket Tool, và chúng ta chọn màu cho nó lý, ví dụ như là màu đỏ chẳng hạn thế. Một cái kinh nghiệm á, thì khi in thì thế nào chúng ta cũng sẽ in là CMYK. Tuy nhiên là đây mình sẽ làm cho đơn giản là cứ RGB, tức là để mặc định thôi. Tuy nhiên là lúc chọn màu á thì như thế này, để cho lúc mà mình in ra mà màu nó tương đối nó giống như là cái mà mình chọn á, thì chúng ta sẽ chỉnh lại ở CMYK như sau. Sau khi các bạn đã chỉnh chọn được cái màu các bạn ưng ý rồi, thì các bạn sẽ qua CMYK này. Chúng ta làm chẵn cái con số này về cái con số chia hết cho 5. Ví dụ như là C ở đây là 0 thì OK. M đây là 92, mình sẽ chuyển nó xuống là 90, 80. K là 0, OK rồi. Ví dụ như là K là 3 rồi, cái yellow này nó lên là 87 chẳng hạn thế. Thì 87 mình sẽ làm tròn nó lên thành 90 chẳng hạn vậy. 3 thì mình sẽ để ra là 0. Đó, chẳng hạn thế ha. Ở đây mình chọn cái mã màu là 0, 90, 8, 80, 0. Click OK. Và chúng ta click cái bục lên này thôi. OK ha. Rồi. Sau khi đã chọn xong rồi, thì chúng ta sẽ tạo cho nó một cái hình nền, tức là có cái chút cái hoa văn. Thì để tìm cái hoa văn á, các bạn sẽ lên Google ha. Google. Chúng ta sẽ gõ cái từ khóa là Chinese background pattern. Chinese background pattern ha. Tức là hình nền nhưng mà dạng của Trung Quốc á, chúng ta sẽ vào Chinese background pattern, cái hình ảnh á ha. Và chúng ta sẽ có một đống này. Tuy nhiên thì có thể là cái hình các bạn chọn nó sẽ không có được lớn cho lắm, cho nên là ở đây mình sẽ có sẵn một cái file mình gửi đính kèm ngay phía dưới phần mô tả của video này. Nếu bạn không thấy cái này hoặc các bạn đang coi cái clip này ở một cái web khác, thì các bạn sẽ vào hpphotoshop.com và trong cái clip mình mới up lên, và các bạn sẽ thấy có cái đường link tải cái file này ở dưới đấy. Thì đây mình có cái background ở đây ha. Là cái layer background này. Chúng ta sẽ chọn layer background ha. Chọn move tool và chúng ta click vào background, chúng ta kéo kéo thả qua bên này thôi. Thả ra. Là tự động nó qua đây. Các bạn có thể thấy là cái này khá là lớn. Ta cần chôn T ha. Đây này, thì sau khi đã có rồi á, kéo qua rồi ha, bấm chọn cái background này, cần chôn T, và chúng ta sẽ kéo nó đi và thu nhỏ nó lại, đè phím Shift ha và thu nhỏ nó lại.
cho nó vừa phóng ra tí, cho nó vừa với cái này. Ok rồi, thì đây mình sẽ để cho nó áp dụng vào mỗi cái mặt trước này thôi á. Để đơn giản, các bạn sẽ để phía Alt Nav này và click vào ngay phía giữa cái background với lại cái mặt trước, hoặc là bấm chuột phải và chọn là Create Clipping Mask. Nó sẽ áp vào đây luôn. Các bạn có thể thấy là nó chỉ áp vào trong cái ngay phía dưới của nó thôi, tức là cái mặt trước. Rồi ok, sau khi đã có cái background này rồi, các bạn nhìn thấy là nó tương đối rõ và mình không muốn như vậy. Mình sẽ giảm opacity đi để cho nó mờ mờ đi thôi, chứ không có rõ quá. Giảm opacity đi khoảng cỡ 10-20% chẳng hạn vậy. Rồi sau khi xong ha, thì mình sẽ viết chữ lên. Viết chữ thì Tết mà, thì có lẽ là trong năm thì chỉ có một dịp Tết là mình sử dụng, Tết và Tết Trung Thu là chúng ta có dịp sử dụng cái phông thư pháp này là nó hợp lý nhất thôi. Sẽ click một cái, nó sẽ tạo cái vùng chọn, các bạn sẽ chỉnh cái size này lên sao cho nó hợp lý, và chúng ta gõ chữ Tết. Nếu nó không ra thì đây gọi là size màu. Đây mình sẽ chọn quay chọn ha, và click vào cái màu này, và chúng ta sẽ chọn cái màu vàng, đúng truyền thống này. Ok, chọn mô tu này và click kéo thả đây tí. Rồi đơn giản là chữ Tết vậy thôi. Sau khi xong á, cho nó vui vui đi tí, ví dụ Tết, nhưng mà Tết là Tết cái con khỉ chẳng hạn vậy. Năm nay Tết thân mà đúng không? Nói chung là mình không để ý lắm, nhưng mà nói chung là Tết con khỉ, cho nên là mình cứ Tết cái con khỉ, đơn giản cứ gõ đại lên vậy, cái con. Ok, không to quá thì mình cho nó nhỏ lại, 72 thôi. Ok, chọn mô tu này, kéo thả vào đây tí. Tùy các bạn sắp xếp sao cho nó hợp lý thôi. Ví dụ như là chữ khỉ, chắc mình cho nó vào trong này luôn đi. Có một cái lưu ý là khi sử dụng cái phông thư pháp, đặc biệt là cái phông thuộc dạng là phông trang trí chẳng hạn vậy, thì khi mà chúng ta sử dụng chữ thì chúng ta hạn chế cái việc là chúng ta in hoa tất cả các chữ ha, tức là chỉ nên in hoa cái chữ đầu thôi, các chữ sau thì chúng ta để bình thường. Ta click và kéo lại sao cho nó hợp lý tí. Ok rồi, tết cái con khỉ. Thì đây chúng ta giảm đi background đi chút xíu, rồi chúng ta tiếp tục kéo một cái hình con khỉ vào cho nó có tí gọi là bình thân. Mà chúng ta có thể sử dụng Google, hoặc là nếu các bạn biết sử dụng AI, tức là Adobe Illustrator, thì các bạn có thể sử dụng Freepik. Nhưng mà đây mình sẽ sử dụng cái này chẳng hạn gọi con khỉ là gì ta? Monkey. Monkey. Vector. Nó sẽ hiện ra một đống hình con khỉ, các bạn tìm cái con khỉ đó cho nó phù hợp đi tí. Để cho các bạn nào không rành á, con khỉ này cũng xinh quá này. Để các bạn nào không rành á thì mình cũng có sẵn đây rồi, cũng trong cái file luôn á. Thì đây mình, các bạn có thể bật tắt và chọn cái đây, mình sẽ chọn cái thằng này, sử dụng mô tu ha, click kéo thả qua thôi, thả qua. Rồi đây có một cái trick, ta bấm Ctrl T, sau khi Ctrl T xong để chúng ta hiện rõ hết á, tức là nó zoom ra để chúng ta thấy hết cho nó dễ kéo. Thì mình sẽ, sau khi Ctrl T xong ha, nó đang lấn lấn như vậy này, ta sẽ bấm Ctrl không, số 0 á, thì á nó tự động nó zoom lại để chúng ta thấy hết cái đường vây quanh này. Thì đây chúng ta đè phím shift, chúng ta kéo lại thôi. Rồi ok rồi zoom lại thôi. Đây thì mình sẽ kéo chữ cái con khỉ với lại cái tết này xuống chút xíu cho nó hợp lý. Ví dụ như là đại khái vậy, ở dưới thêm 2016 hay là sao đấy cũng được, không sao. Tôi nghĩ là thêm luôn đi. 2016. Ok, cái phông này nó không hỗ trợ số, cho nên là mình sẽ tìm một cái phông khác, cũng thuộc dạng bay bay như vậy nhưng mà có số. Thì đây, đạo ví dụ như vậy, ta có thể tìm những cái phông khác này chẳng hạn, thế 2016. Rồi, khá ổn. Đây mình sẽ cho lớn lên tí xíu. Đó, muốn thêm nhanh là thay vì gõ số và thay vì chọn ở đây, thì các bạn đưa con chuột tới ấy, thì nó sẽ hiện ra cái hình này nè, đó là cầm kéo qua bên phải là tự động nó tăng lên thôi. Rồi đó là sẽ để nó vào giữa này thôi, hình con khỉ cho nó lên tí xíu. Tết sao căn cho nó vừa vừa, ôi không có số.
À, kéo lên. Ok, vậy được rồi. À, là xong cái mặt trước, ta làm tiếp cái mặt sau thôi. À, ví dụ background thì mình sẽ nhân đôi background lên, cần chân trai hoặc là ta cứ cầm kéo tiếp, không thôi gì. À, tuy nhiên là ví dụ như là đây mặt sau mình muốn để cho nó màu không thôi, ta cũng như hồi nãy rồi, control ha, click vào này mặt sau này, và chúng ta sử dụng cái Paint Pocket Tool ở đây để chọn màu nhanh á. Cũng như hồi nãy mình nhớ con số rồi, 0, 90, đây là 80. Ok, xong. Ta đang có cái vùng chọn này rồi, ta chỉ click một phát, đang có màu foreground rồi đó ha. Rồi, để đi. Rồi, ok. Đó là xong thì chúng ta sẽ làm cái gì đấy cho nó, ví dụ như là một cái vector hay là một lời chúc thôi, ví dụ vậy. Phúc, ví dụ như là mình sẽ gõ chữ Phúc Lộc Thọ chẳng hạn thế. Ủa, chữ mình nhầm rồi này. Đổi màu đi tí cho dễ thấy. Rồi. Phúc. Ok, Phúc lấy tên mình thôi. Ý là ok, được rồi, vậy được rồi. Mình sẽ click và để cho nó ngay chính giữa chẳng hạn vậy. Để cho nó chính xác vào giữa thì chúng ta có một cái cách căn, đó là chúng ta sẽ chọn và để phím control như hồi nãy, cũng là chọn vùng chọn ha. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái vùng như thế này, sau đó chúng ta sử dụng move tool và ta click vào cái chữ, và cái vùng chọn nó vẫn còn ha, ta click vào cái chữ thì các bạn xem ở phía trên này nè, thì nó sẽ có cái căn giữa, ta click phát là nó sẽ vào chính giữa chúng ta. Rồi sau khi đã xong rồi, bấm Ctrl D để bỏ cái vùng chọn đi, hoặc là vào Select, deselect, đây là Ctrl D này, ok ha, bỏ vùng chọn đi là được rồi. Cái chữ Phúc này thì mình sẽ cho nó một cái gọi là một cái màu màu chuyển. Thì chúng ta làm màu chuyển như sau này, bấm chuột phải ha, chọn Blending Option, bấm chuột phải vào cái chữ mà ta muốn chọn màu chuyển á, và Blending Option, và trong này chúng ta sẽ có cái Gradient Overlay, ta click vô Gradient Overlay và chúng ta nó sẽ hiện ra cái bảng này. Thì đây các bạn sẽ chọn cái màu mà các bạn muốn, ví dụ như là đây mình để trắng đen và mình sẽ tự tạo ra cái màu đó, ví dụ như là màu vàng, vàng ha. Ok, ở đây thì mình sẽ cho nó màu đậm hơn chút xíu, ví dụ cũng vậy nhưng mà màu vàng nó đậm hơn chút xíu, hoặc là hơi ngả sang cam tí xíu vậy thôi. Ok, để cam hơn tí xíu đi, kéo xuống chút xíu thôi. Rồi ở phía giữa này thì mình sẽ cho nó tí xíu màu vàng nhưng mà rất là nhạt chẳng hạn vậy. Đó, ví dụ vậy. Ok, ok, được rồi. Thì mình sẽ cho nó hơi lệch đi tí xíu để cho nó chéo chéo rồi nè. Ok. Sau khi xong ha, click ok. Ai có thể thấy là làm khá là dễ ha. Tạo thêm thì click ở đây cái muốn tạo thêm là click cái thôi. Hoặc muốn bỏ đi, click đây cầm kéo ra ngoài là tự động nó mất. Rồi, click ok. Ok ha, sau khi tạo xong này. Có thể là chữ test này mình cũng sẽ làm như vậy, bấm chuột phải và test ha. Chọn Blending Option và chúng ta cũng sẽ vào Gradient Overlay. Click vào lại cái hiện ra. Ở đây mình sẽ chọn cái màu tương tự vậy, cũng màu vàng. Màu vàng ở đây là màu hơi đậm đậm tí xíu nhưng mà nó chuyển sang cam. Để chuyển quá rồi, để lên tí đi. Rồi. Ở vùng này thì mình sẽ cho nó là màu vàng nhạt, nhạt vậy, màu vàng. Lệ. Rồi xong. Có thể thấy kéo lại tí cho dễ thấy ha. Ta làm lệch qua. Ví dụ như là đây các bạn không thấy là khi nó đang hiện cái bảng này ha, chúng ta đưa chuột ra ngoài, chúng ta cầm và kéo đi thì nó cũng sẽ di chuyển. Các bạn có thể thấy nó di chuyển này. Đó. Ở đây là để giảm cái mức độ ảnh hưởng đi. Rồi thì mình sẽ giảm bớt đi tí xíu và kéo nó lên đây. Rồi opacity mình sẽ giảm bớt đi khoảng 80%. Rồi được rồi. Rồi, là sau khi có xong cái này rồi á thì chúng ta sẽ đem in thôi. Tức là chúng ta sẽ để nguyên cái này, ví dụ như là mình sẽ gộp hết nó lại bằng cách là bấm Ctrl Shift E để gộp hết lại chẳng hạn vậy. Bấm như là bỏ cái layer không đi ha. Ta để phím ha. Vậy thôi. Ctrl Shift E gộp hết lại. Xong cái chúng ta vào tạo new nè. Tạo ra một cái file mới bằng International, cái preset ha, chúng ta chọn International Paper và sử dụng là A3. Click ok. Đó, sau khi xong này, ta sẽ click kéo cái này qua Move Tool ha, kéo này qua thôi. Xong. Đó, sau khi xong cái này chúng ta sẽ đem nhà in, bất kỳ nhà in nào
kêu ta in ra, in màu. Và chúng ta sẽ lấy kéo cắt theo cái đường đó và chúng ta dán lại thôi. Cái mặt này sẽ đưa vào trong, mặt này đưa vào trong. Còn cái này là cái nắp gập. À, đây các bạn có thể trang trí thêm, ví dụ tô thêm màu hay là thêm một số cái họa tiết như là nội dung chẳng hạn thế. Ok ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. Và mình sẽ mình sẽ gặp lại các bạn ở những cái tút sau. Nhớ subscribe, like video này và share ha. Và cảm ơn các bạn. Chào các bạn.